Các bạn thân mến, chào mừng các bạn quay trở lại với Chỉ Có Thể Là Gian chuyên mục trò chuyện. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói về một cái chủ đề tên là phụ huynh của chúng ta. Sao tự nhiên cái nói chủ đề này cái trai nổi da gà ta? Không biết là ở nhà ba mẹ có coi tivi không? Lỡ mất công ra nói sai gì thì chết à. Trước tiên bắt đầu chủ đề thì chúng ta sẽ cùng mời vị khách mời ngày hôm nay bước vô cái ngôi nhà nhỏ xíu của Ngọc Trai. Vị khách mời này rất là quen thuộc, các bạn đã gặp trên Gian nhiều rồi. Dẫn WeTen chung với là Isaac. Chắc chắn là các bạn đã biết rồi. Khách mời ngày hôm nay đó chính là Gil Lê. Gil Lê. Đâu ta? Ủa không lẽ người ta quên mời? Gil Lê. Ở đây nè trời ơi, kiểu gì kêu hoài vậy? Ơi cái gì vậy? Tao vô nhà tao quan sát tham quan nãy giờ rồi đó. Ủa nhưng mà cái cửa chính nằm đây mà. Ủa đây là cái cửa chính đó hả? Thì đây là cái cửa chính nè. Vậy cái hình vuông này là cái gì? Là cái cửa sổ. Ủa gì đừng có nói là đèo cửa sổ vô nha. Mới trèo đường nữa vô đó. Sao kỳ vậy, sao không vô cửa chính mà trèo cửa sổ gì? Ai biết đâu, chuyện nhà mà đâu có tả rõ cái địa chỉ đâu. Giờ tìm tới cái số thì thấy có cái lỗ nào chui vô thôi. Rồi, bây giờ thì Gil Lê đã có mặt rồi. Chúng ta hãy cùng đến với video clip đầu tiên. Cái gì đây? Xanh điểu á. Đi vô thay. Ăn mặc không nghiêm chỉnh gì hết trơn á. Trời ơi, trời ơi, ăn mặc như vậy hỏi sao ế được có về không với má nha. Trời ơi, má nó vậy mà sao nó kỳ ta. Dạt tôi giờ, cất vô. Quần này được nè, mặc với cái áo này cũng hợp nè. Ôi trời ơi, nãy giờ thay đồ mà không cất được cái nón đi hả? Có hay bị nhắc không vậy? Hiện tại là ba má nhắc nhở nhiều nhất mà chưa làm được đó chính là ăn uống đúng giờ đúng giấc và ngủ nghe sớm. Chắc là thay đi dạy muộn lắm đúng không? Cũng có. Nên sửa đi thấy không? Ví dụ nếu mà lâu lâu, ví dụ nếu mà có đi đâu chơi hả? Nói đi với trai đúng không? Không phải, rủ đi chung phải không? Rủ đi chung đi có gì. Vậy là Gil Gil gọi qua nhà xin cho trai. Trai gọi qua nhà Gil xin cho Gil. Rồi xong cái. Xong tụi mình đi đâu thì đi. Ê, sao hiểu ý nhau vậy ta? Được. Với lại ba má còn nhắc một cái điều rất là quan trọng. Bớt cầm cái điện thoại thôi. À, con nhà người ta đâu có thường hay lên Facebook đâu. Con nhà người ta đâu có cái smartphone. Ba mẹ nói, con cái phải nghe, không được cãi. Con cái nói, ba mẹ không nghe, con cũng không được cãi. Thực ra hồi nhỏ, ba mẹ la cái ấm ức vô phòng đóng cửa, không nói lại. Nhưng mà càng lớn thì mình thấy giữa con cái và ba mẹ chúng ta nên nói chuyện với nhau nhiều hơn để cho cái khoảng cách giữa sự khác nhau của ba mẹ với con cái nó ngắn lại. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với video clip tiếp theo. Hụt tiền giữ người ta. Mẹ, cho con đi chơi. Mấy giờ về? Dạ 9 giờ. Rồi đi đi. Cảm ơn mẹ. Dạ, con nghe mẹ. Dạ, rồi con đang ở dưới nhà xe nè, mẹ không nghe thấy tiếng nhân gian hả? Dạ, rồi con lấy xe rồi con đi về liền. Dạ, nhanh mà. Dạ, rồi. Đợi xíu, ta ra liền. Mẹ, cho con tiền đi chơi. Ủa đi chơi, xin tiền xin hoài. Tí, mẹ cho con tiền đi. Tại vì bạn con cần tiền đó học phí. Bạn cần tiền đóng học phí thì về xin mẹ nó, về xin mẹ này làm chi? Không, tại vì nó là bạn thân của con mà, nó coi mẹ như mẹ thôi mà. Trai, đi bóp dạ. Mẹ cho mẹ đó trai. Đó, mẹ đợi xíu đi, trời con đang hỏi bài bạn mà, bài này khó lắm. Trời ơi, phòng ốc gì mà bừa bộn dữ vậy nè, chơi đâu mà đi hoài vậy trai? Dạ, lát về chơi xong dọn dọn. Oh, he's had a clear, he's got away. Trai, ngủ chưa con? Hay nói xạo với ba mẹ là chuyện gì? Rất nhiều. Có một lần là Gil gặp vấn đề công việc một khoảng thời gian luôn và nó bị stress, cứ vô phòng ở phòng mình
Nhưng mà có một lần đang ngủ mở mắt ra thì thấy mẹ ngồi ngay bên cạnh. Mẹ hỏi là dạo gần đây con có chuyện gì, có tâm sự được không? Thì lúc đó là nước mắt chảy ra rồi. Ngay cái lúc đó mình nói xong mình mới thấy là ồ, cái chuyện này nó... Tại sao mình không nói với ba mẹ hoặc là nói với ai đó mà cứ giấu, nó nặng nề, nó mệt mỏi. Nếu như mà không có nhờ ba mẹ tâm sự và khuyên thì chắc là Gil không đi được tới bây giờ. Vậy thì theo Gil nghĩ là bao nhiêu phần trăm ba mẹ hiểu mình? 98% ba mẹ hiểu Gil. Còn 2% còn lại? 2% còn lại em giấu cho riêng em. Chúng ta cùng đến với video clip tiếp theo. Sao? Nay chơi nữa hả? Đi hoài vậy? Chơi ai? Không đi được không? Ở nhà đi nha, ở nhà đi. Hồi mẹ pha sữa cho uống nha. Đi chơi vui nha con. Bao giờ về cũng được hết trơn, mẹ đợi cửa. Như nghĩ một người con ngoan là một người biết vâng lời cha mẹ theo cái cách, theo cái cá tính của mình. Nếu muốn là con ngoan, mình phải giữ được cái tôi của mình. Đúng. Giữ cái chính kiến của mình. Đúng. Cái điều quan trọng là mình phải cho ba mẹ thấy được cái, là cái niềm đam mê của mình. Phải bùng nổ đúng không? Quậy cũng được, bùng nổ cũng được. Nhưng mà chưa có chăm thuốc nổ vô. À không, mình muốn bùng nổ đó mà. Cứ mình phải cho và bùng nổ đúng mục đích, tốt, đẹp. Sau cái chủ đề cha mẹ của chúng ta ngày hôm nay, Gil Lê cũng như là Ngọc Trai đã đưa ra những cái chính kiến của những người con. Hy vọng rằng là các bậc cha mẹ sẽ hiểu hơn cho tụi con ha. Đôi lúc mà quậy quọ vậy thôi chứ tụi con thương cha mẹ lắm. Thương nhất trên đời. Thương nhất trên đời luôn á. Rồi, bây giờ thì xong cái chủ đề này rồi. Chúng ta cùng tiếp tục cái chủ đề tiếp theo. Thử thách được đặt ra cho Gil Lê đó chính là Rai vào vai một người cha, Gil vào vai một người con. Một buổi nào đó là muốn xin nghỉ học thêm để đi du lịch. Khó vậy? Thì cái này là thử thách dành cho Gil mà. Ba ơi. Gì? Ba biết cái lớp học thêm mà vừa tuần vừa rồi con xin tiền ba đóng không? Biết mặt lắm. Dạ. Ba phải làm đổ mồ hôi sôi nước mắt, bệnh lên bệnh xuống, biết bao nhiêu thứ. Con đóng tiền rồi. Thì biết rồi. Nhưng mà con không đi học được không? Em mày nghĩ sao vậy? Biết mà. Dạ. Ba làm cực khổ phải không? Dạ. Để có đồng tiền để mà đóng học phí cho con. Ba, nhưng mà cái lớp này là một cái lớp mà con đi học về nhiếp ảnh đúng không? Đi nhiếp ảnh đúng không? Con đi du lịch nước ngoài, có nhiều danh lam thắng cảnh cho con thực hành. Còn vô cái lớp học thêm, học cũng tốt nhưng mà lý thuyết không à. Con tới Động Phong Nha chưa? Chưa. Ba đi chưa? Ba cũng chưa. Nhưng mà nói chung là ba không thích con đi phải không? Không được. Trong cái tour đó đó, trong cái tour mà con đi nước ngoài đó, ba không biết có ai đâu. Một nhà nhiếp ảnh gia đại tài ba. Ba hiểu. Ba hiểu không? Gặp được cái người đó đó, con chỉ cần chỉ con chụp một tấm hình thôi là hả? Bằng 3-4 lớp này luôn đó ba ạ. Học nhiếp ảnh mà cũng lên lớp hả con? Có chứ. Có. Chúng ta lúc đầu là chụp out focus, xong học một lớp xong mới được chụp focus. Chụp out focus. Đó, giờ con chụp out focus không mà cách mấy cũng không có focus được, kỳ lắm ba. Nhưng mà ba quên hỏi, nhiếp ảnh gia tên gì vậy con, để có gì ba lên Google ba search. Ba phải biết đó là một người đại tài. Ba thấy tấm hình này không? Ổng chụp đó. Ba còn mua về nhà ba treo mà ba thấy đẹp không? Chụp ảnh mà ra tranh trừu tượng mà. Vậy đó hả? Đó. Giờ ba mới biết là cái tấm ảnh đó là của ông đó chụp á. Mà ông tên gì vậy? Ông tên là Yolo. Yolo. Tên nghe. Thôi nói chung là ba chắc chắn cho con đi vậy đó. Rồi nói chung thì thử thách này Gil Lê đã thông qua. Giờ là Trai sẽ đổi nón này lên. Rồi giờ Gil Lê bắt Trai làm gì Trai làm đó. Ba vừa hát bài Con Cò Bé Bé. Mà phải thật là bé bé nha. Con cò bé bé thương quá. Nó đậu cành tre. Đi không hỏi mẹ biết đi đường nào. Khi đi em hỏi, khi về em chào. Miệng em chung chim, mẹ có yêu không nào. Rồi bé đưa tay nè. Thương nè. Được chưa?
mắt người ta giả làm nít con Quýnh ta. Ai biết đội nón bé hư làm gì hư phải đánh chứ. Vậy giờ chịu chưa? Xong rồi đó, thả mãn lắm rồi.